Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, Trần Thị Ngọc Trinh, hay còn gọi là người mẫu diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi, đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Động thái này được đưa ra sau khi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan về hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm, lưu thông trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Ngọc Trinh thực hiện, sau đó đăng tải lan truyền trên các mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Kết quả điều tra xác định, mặc dù Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng vào ngày 6 tháng 10, cô đã tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe phân khối lớn, lưu thông, biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe.